Chị Nguyễn mến chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Hôm nay chị Nguyễn sẽ review và gửi đến cô chú anh chị mình một siêu phẩm nằm trong khu dân cư Long Hà nha quý anh chị. Thì ngôi nhà của mình là mình có thể di chuyển đường Đinh Đức Thiện nói dài, mình chạy tới ngã tư Sà Đôi. Từ vị trí ngã tư Sà Đôi mình di chuyển vào ngôi nhà của mình mất tầm khoảng là mình đi tay xe máy ra tầm khoảng 3 phút nha quý anh chị. Nó từ vị trí ngôi nhà của mình luôn. Thì ngôi nhà của mình là nó nằm ở trong khu dân cư Long Hòa. Đó, đường thì đường nhựa rộng khoảng là 5 đến 6 mét, có lề cho cô chú anh chị mình luôn nha. Ở đây thì dân cư ở full bích hết rồi nha quý anh chị. Đó, ở bên đây phía bên đây đó thì bên chị Nguyễn có bên chủ đầu tư của chị Nguyễn á cũng đang đổ đất nền xây thêm một cái khu dân cư rất là to trong đây luôn nha quý anh chị. Với cái căn nhà này thì thiết kế và tỉ mỉ, rất là tỉ mỉ luôn và rất là tuyệt vời để gửi đến quý anh chị mình. Ngôi nhà của mình là có cái hướng Tây Nam, nó rất thích hợp cho gia đình nào đang cần tìm nhà hướng Tây Nam để mình mua ở hoặc là mình mua đầu tư. Mua đầu tư thì bao xin lời luôn nha quý anh chị. Thì ngôi nhà của mình là với diện tích là ngang 4 mét, dài vô là tặng 30 mét luôn, sổ Hồng Liên. Nó nằm ở ngay cách ngã tư Sà Đôi thì mình đi tầm khoảng 3 phút xe máy thôi nha quý anh chị. Đường thì đường xe hơi, xe tải mình có thể di chuyển tới nhà và mình có thể đậu trong sân luôn. Quá tuyệt vời với căn nhà này luôn. Thì trong cái ở phía trong á là toàn bộ là ốp BNC cho hết cho cô chú anh chị mình luôn rồi nha. Thì từ vị trí này mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình thì mình di chuyển mất tầm khoảng là 40 đến 45 phút nha quý anh chị. Đó, đường thì rộng rãi thông thoáng rất là dễ đi nha. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn vào trong để mình khám phá không gian bên trong nha. Thì bên trong này đó quý anh chị là cũng được bên đơn vị của chị Nguyễn là bê sắt hàng rào nè, bê sắt xung quanh hết rồi và che một cái mái che ra để che nắng che mưa. Đó, giúp cho cái không khí nhà mình nó sẽ mát mẻ hơn nha. Bước vô là có một cái lớp cổng sắt sơn tĩnh điện 4 cánh nha quý anh chị, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Ở ngoài sân thì được bên đơn vị em lót lạch chống trơn trượt. Đó, cái sân này về quý anh chị mình có thể đậu một chiếc ô tô 4 chỗ hoặc 7 chỗ nha quý anh chị, khá là tuyệt vời với căn nhà này luôn nha. Ở mặt diện thì cũng đã được ốp cho mình là đá bóng kính nha quý anh chị, đá bóng kính càng lau càng bóng luôn. Đây là số nhà nè, là ấp 1B, xã Long Hòa, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Đó, khá là tuyệt vời. Ở đây là trong một cái khu dân cư Long Hòa nha quý anh chị. Thì bước vô nữa là một cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh nha quý anh chị. Nó và kính là kính cường lực và màn là từ ở dưới đất lên tới lên trên đã làm che màn cho cô chú anh chị mình hết rồi nha. Khá là tuyệt vời. Và cái căn này, đặc biệt cái căn này là full nội thất toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn. Nó về cô chú anh chị mình chỉ cần xách vali vào ở thôi. Nó mình mua thêm một cái tivi và một cái tủ lạnh nữa là mình có thể dọn đồ vào ở rồi nha quý anh chị. Khu vực tường này thì cũng được bên em ốp BNC cho gia đình mình và có một lắp cho mình một cái kệ để tivi. Nó rất là thuận tiện cho gia đình mình mua về mình ở nha. Ở đây thì nó hơi xa trung tâm thành phố một tí, nhưng mà nếu quý anh chị mình chọn khu vực này thì về nó được tiện lợi một cái là được nhà to và rất là sang trọng luôn. Thì bán với mức giá chỉ có là 1 tỷ 950 triệu thôi. Đó, 1 tỷ 950 triệu là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái mẫu nhà. Nó bước vô giống như là ở trong một cái khách sạn 5 sao vậy nè quý anh chị, khá là tuyệt vời luôn. Thì ở trên là trần thạch cao nguyên khối nè, có gắn cái đèn lon cho gia đình mình và đèn led. Đó, và có đèn dây thắp sáng hết từ cái phòng khách tặng xuống tới không gian bếp cho gia đình mình luôn nha. Thì cái bộ ở đây thì cũng được bên em thiết kế cho mình là một cái bộ ghế salon này quý anh chị. Đó, về ở đây thì đã có một cái bộ bàn ghế rồi và một cái bàn đây nè. Bàn này và bàn sứ nha quý anh chị, khá là đẹp luôn. Phía này thì bên em cũng đã lắp đặt cho mình một cái tủ nè. Cái tủ này về quý anh chị mình có thể đựng những vật dụng không cần thiết bỏ vào đây nè quý anh chị. Đó, giúp cho không gian nhà mình nó sẽ gọn gàng hơn nha. Thì phía bên đây thì cũng được bên em là dán cho mình một bức tranh lụa nè, nhìn khá là sang luôn nha quý anh chị. Cũng ốp BNC nè, viền nè, rất là đẹp luôn. Bước vô nhà là có toàn là điểm cộng, không có điểm trừ nha quý anh chị. Mà bán với mức giá chỉ có 1 tỷ 950 triệu thôi. Tìm đâu ra một căn nhà với diện tích ngang 4 mét, dài tặng 30 mét luôn, sổ Hồng Liên mà tặng full nội thất toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn. Nguyên ngôi nhà ốp BNC từ ở phía dưới lên tặng lên lầu luôn nha quý anh chị. Ở đây thì có làm cho mình một cái tủ dược hộp ngay chân cầu thang nè, cũng đã đi cái đèn led cho gia đình mình nè, khá là sang luôn. Cái tủ này thì cũng mở ra mở vô được nha quý anh chị, đó rất là tiện lợi nha. Thì bước xuống đây là một cái không gian nhà bếp. Wow, không gian nhà bếp này rất là rộng nha quý anh chị, để một cái bàn ăn 6 ghế thôi nhưng mà vẫn còn rộng, có lối đi rộng rãi cho gia đình mình luôn nè. Đó, phía này thì có ốp BNC
giả gỗ. Ở đây có gắn kiến nè quý anh chị, đó, kiến này khá là sang cho ngôi nhà mình. Ở trên là trên trần lập phong thạch cao. Ở đây thì một cái bộ bàn ăn 6 ghế về cô chú anh chị mình có thể ngồi ở đây ăn cơm xung quầy gia đình đó, rất là hạnh phúc và ấm cúng luôn nha quý anh chị. Còn không gian bếp thì được thiết kế theo chữ L nha quý anh chị. Đó, mặt đá là mặt đá ba cương, thì có lắp đặt tủ bếp dưới và tủ bếp trên cho gia đình mình, là tủ gỗ nha quý anh chị, toàn bộ là bằng gỗ hết luôn, khá là sang luôn. Tiền đâu ra căn nhà thứ hai nha quý anh chị, thì cũng đã được ốp lát lên tặng lên cao nè, về nấu nướng lau chùi cũng khá là dễ dàng nha. Phía này thì có một cái tủ giật hộp ở không gian này, về cô chú anh chị mình có thể trưng những bình ruột tay hoặc là những bình bông hoa gì đó thì ý thích của gia đình mình thôi nha. Thì ở phía này có một cái không gian phòng ở cuối nhà nha quý anh chị. Đây là cái phòng này, là mình có thể khi nhà gia đình mình có khách khứa đó thì mình có thể tận dụng không gian phòng này, mình để cho khách khứa mình nghỉ ở đây nha quý anh chị. Rất là tuyệt vời, có một cái giường và một cái niệm sẵn cho gia đình mình, có rèm, có cửa sổ luôn, quá là tuyệt vời với căn nhà luôn. Ở không gian này cũng ốp BNC luôn, quá tuyệt vời với căn nhà nha quý anh chị. Thì không gian nhà vệ sinh này thì cũng rất là rộng rãi luôn, đó, khá là sang, được ốp lát từ dưới lên trên, có vòi sen và bồn rửa mặt, bồn cầu và gương, đồ đầy đủ để gửi phục vụ đến cô chú anh chị mình rồi. Với căn nhà này thì mình chịu khó đi xa trung tâm một chút xíu, nhưng mà giá nó rất là mềm, chỉ có 1.950.000.000 thôi, với diện tích tổng diện tích lên tới 116m² nha quý anh chị, thổ cư full 100% để gửi đến quý anh chị mình luôn. Thì đây là đường đi lên trên, tầng trên của gia đình mình. Thì cầu thang là tay vịn bằng gỗ nha quý anh chị, từ bằng gỗ nè, gỗ cam xe rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Đó, và đá là đá ba cương, đá ba cương được ốp lát với gạch men trắng, nhìn khá là sang. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Đây là cái không gian tầng trên, thì không gian tầng trên là được thiết kế hai phòng nha quý anh chị và một không gian nhà vệ sinh. Thì đây là cái đường đi lên tầng trên của mình, có một cái bức tranh cây xanh, nó khá là bắt mắt luôn. Phía dưới thì có một cái bức tranh nữa, thêm là sông và bông hoa, nhìn khá là sang. Hai bức tranh dội lại giúp cái không gian nhà mình khá là thoải mái luôn nha quý anh chị. Thì với cái diện tích nhà là ngang 4m, dài tặng 30m luôn. Thiết kế là một trệt một lầu, nó có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, được full tặng full nội thất toàn bộ cho cô chú anh chị mình, và được ốp BNC từ tầng trệt lên tới trên lầu luôn. Đó. Và đây là cái phòng ngủ đầu tiên của gia đình mình, có cửa sổ nè, có rèm đầu sẵn cho gia đình mình rồi nha quý anh chị. Ở đây thì có kệ tivi, kiến nè, gương, có giường niệm nè, và cái giường và một cái tủ quần áo ở khu vực này. Đó. Còn mới 100% luôn nha quý anh chị, còn mới 100% luôn, quá tuyệt vời. Và ngôi nhà của mình là được bán với mức giá chỉ có 1.950.000.000 thôi. Phía trên là trần cao nguyên khối nha, khá là tuyệt vời luôn. Ở đây thì không gian nhà vệ sinh ở trên tầng trên của gia đình mình thì cũng đầy đủ nha quý anh chị. Đó, ở đây thì người ta có lắp đặt một cái bồn 500 lít ở đây nha. Đó. Thì vô cái không gian nhà vệ sinh nhìn khá là sang luôn, quá tuyệt vời. Vô một cái không gian phòng ngủ á, giống như là mình đang ở trong một khách sạn 5 sao vậy đó quý anh chị ơi, quá tuyệt vời với căn nhà luôn nha quý anh chị. Đây, wow, còn gì bằng nữa quý anh chị ơi. Thì nếu quý anh chị mình có bước xuống đây xem á, là quý anh chị mình sẽ mê liền. Vì chị Nguyễn bước vô căn nhà này là chị Nguyễn cũng rất là thích cái mẫu nhà này luôn, được ốp BNC toàn bộ hết luôn, khá là sang, một cái giường và một cái niệm luôn. Đó, thì một cái tủ quần áo nữa. Còn tìm đâu ra căn nhà thứ hai mà ốp BNC từ tầng trệt lên tầng trên và tặng full nội thất, mà bán với mức giá chỉ có 1.950.000.000 thôi. Đường thì đường xe tải, xe hơi mình có thể chạy tới và đậu trong sân ngôi nhà mình luôn. Cái căn phòng này thì có một cái ban công ở phía ngoài, đó, nó cũng có rèm đầu hết rồi đây quý anh chị, khá là tuyệt vời. Đó, thì mình ra ban công này thì rất là mát mẻ nha quý anh chị. Ngôi nhà của mình thì có cái hướng tây nam, nên giấc này chiều quay nó tầm khoảng là 2 giờ mấy 3 giờ, nên nắng hơi nắng tí nha quý anh chị, nắng chiều rất là tốt. Thì ở phía bên đây nè, phía bên đây thì hồi lúc đầu clip chị Nguyễn cũng có nói là bên chủ đầu tư của chị Nguyễn đang đổ nền để xây cắt lên một khu, thêm một cái khu chăn cư nữa, là mô mốt là cái khu này rất là đông đúc và đông vui luôn nha quý anh chị, khá là tuyệt vời. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị cùng chị Nguyễn tiến xuống dưới không gian phòng khách, chị Nguyễn sẽ nói lại vị trí và giá chính xác để gửi đến quý anh chị mình nha. Quá tuyệt vời cho căn nhà của mình, là ngang 4m, dài tặng 30m luôn, sổ hồng riêng, mà được bán với mức giá chỉ có là 1.950.000.000 thôi, mà được tặng full nội thất toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn, và ốp BNC từ tầng trệt lên tới trên lầu nha quý anh chị. Thì nãy giờ cô chú anh chị mình cũng đã xem sơ rồi đó. Đó. Thì xem qua màn hình đó thì chị Nguyễn có quay thiếu sót gì thì cũng mong cô chú anh chị mình
thông cảm bỏ qua cho chị Nguyễn. Thì nếu quý anh chị mình muốn xem thực tế ngôi nhà này thì cô chú anh chị mình có thể liên hệ qua số điện thoại của Trường Nguyễn có gắn trên màn hình ở góc nhỏ nha quý anh chị. Cứ gọi ngay cho Trường Nguyễn, Trường Nguyễn sẽ gửi thông tin và gửi vị trí chính xác để cô chú anh chị mình có thể tham khảo trước, có thể mình coi xem nó có thuận tiện đường mình đi về các trung tâm quận huyện hay không. Nếu cảm thấy thuận tiện đường thì cô chú anh chị mình có thể bấm gọi ngay cho Trường Nguyễn nha. Thì bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của Trường Nguyễn Kim Trâm làm việc là nhà thật giá thật, không xạo không ảo, để mất thời gian của cô chú anh chị mình đi xem nhà. Trường Nguyễn quay căn này là Trường Nguyễn có báo giá tổng trên video và báo diện tích và vị trí cũng đã nói chính xác là ở khu vực nào để cho cô chú anh chị mình xem, để không để mất thời gian cô chú anh chị mình xem và đi xem nhà. Là bên kênh chị Nguyễn là không bao giờ là báo giá ảo đến để gỡ đến cô chú anh chị mình, giá như thế nào là chị Nguyễn báo chính xác trên video luôn nha. Thì bên chị Nguyễn á, cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất chính chủ. Nếu quý anh chị nào đang cần bán nhà bán đất thì có thể gọi ngay cho chị Nguyễn, chị Nguyễn sẽ xuống review cho cô quý anh chị mình nó bán nhanh hơn. Thì xem đến đây rồi cô chú anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha, để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Thì chị Nguyễn cũng cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của chị Nguyễn. Giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video lần sau nha.